Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Thạnh Trì đang tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ nguồn vốn trong năm 2023, như chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giảm nghèo bền vững. Quá trình triển khai, Thạnh Trì đã rất chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và góp phần đưa các nguồn vốn đầu tư cho hộ phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chuyên mục hôm nay, chúng tôi phản ánh tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tuân Tức, một xã tiêu biểu của huyện trong thực hiện công khai dân chủ khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Mời quý khán giả theo dõi. Gia đình chị Sơn Thị Diễn ở ấp Trung Bình, xã Tuân Tức là hộ dân tộc Khmer và thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, thu nhập chính từ tiền công làm thuê của hai vợ chồng. Cuối năm 2022, khi địa phương triển khai nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chị được xét hỗ trợ vốn để chuyển đổi ngành nghề với mô hình chăn nuôi bò. Theo đó, được chương trình hỗ trợ 10 triệu đồng cộng với số vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 30 triệu đồng, gia đình chị đầu tư làm chuồng trại, mua 2 con bò giống về nuôi. Đời sống kinh tế gia đình khó khăn, nguồn vốn hỗ trợ đã tạo điều kiện ban đầu để gia đình có vốn đầu tư chăn nuôi, tạo thêm nguồn thu nhập cho kinh tế gia đình sau này. Nhờ năm ngoái thì ở xã đầu tư nguồn vốn 10 triệu rồi. Vợ chồng em cũng cố gắng rồi vay vốn thêm đặng đầu tư mua bò chăn nuôi đó, đặng sản xuất rồi để chuyển đổi công ăn việc làm cho nó càng ngày càng phát triển lên để ổn định gia đình cuộc sống. Trên hết thì cũng cảm ơn xã nhà nước rồi hỗ trợ nguồn vốn, rồi tới đó cũng có cái động lực đó là để thúc đẩy gia đình của em để cố gắng lên. Là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ 67,23% dân số trên địa bàn, nên xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị đang nhận được các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2022, toàn xã có 24 hộ trong diện đối tượng được hỗ trợ vốn 10 triệu đồng, mỗi hộ từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để thực hiện mô hình chuyển đổi ngành nghề. Năm 2023, mô hình này đang chuẩn bị được phân bổ vốn để tiếp tục hỗ trợ hộ trong diện đối tượng. Xã cũng đã lập danh sách 34 hộ thuộc đối tượng xét duyệt hỗ trợ nhà ở, đất ở của chương trình. Quá trình triển khai, Tuân Tức đã rất chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo pháp lệnh 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và góp phần đưa các nguồn vốn đầu tư phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thì để thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cái giai đoạn 2021 giai đoạn 2025 thì xã thành lập cái ban chỉ đạo, ban quản lý. Thì khi có kế hoạch của huyện thì xã là tổ chức họp cái ban chỉ đạo triển khai đến các ngành, các ấp. Rồi chỉ đạo các ấp là tổ chức là họp dân rồi rà soát các đối tượng có nhu cầu cái thụ hưởng chính sách như nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, rồi lập danh sách niêm yết công khai tại trụ sở, trong đó là mời các hộ nghèo lại hết, hộ nào có nhu cầu đăng ký cái dụng nhà ở, đất ở hoặc là chuyển đổi ngành nghề đó hoặc là nước phân tán thì xã cho hộ làm cái đơn đăng ký. Sau đó bình xét công khai tại buổi họp dân đó thì hộ nào khó khăn trước thì mình ưu tiên trước. Đối với các mô hình phát triển sản xuất chuyển đổi ngành nghề, khi triển khai, Tuân Tức đề cao nguyên tắc dân chủ công khai, minh bạch. Ngoài việc họp dân bình nghị chọn đối tượng hộ, địa phương còn tổ chức lấy ý kiến dân về chọn ngành nghề hoặc đối tượng cây trồng vật nuôi sao cho phù hợp với điều kiện của mỗi hộ và nhu cầu ở địa phương. Nhờ vậy, nguồn vốn đầu tư đã mang lại hiệu quả rất thiết thực. Như hộ anh Võ Văn Đông ở ấp Trung Hòa, làm nghề cơ khí sửa chữa mấy năm nay, do khó khăn nguồn vốn nên cơ sở của anh chưa được đầu tư các máy móc thiết bị cần thiết. Nhờ chương trình hỗ trợ vốn thông qua mô hình chuyển đổi ngành nghề và được vay ưu đãi thêm vốn theo Nghị định 28, anh vừa đầu tư mua thêm máy tiện trị giá 40 triệu đồng để có thể sửa chữa được nhiều chi tiết hơn, giúp cho cơ sở có thêm nhiều đơn hàng, phát huy tay nghề và tăng thu nhập cho kinh tế hộ, tạo điều kiện để anh có thể có thu nhập ổn định, sống được với nghề. Từ khi về mở tiệm khu vực địa bàn Tân Tức, huyện Trị, tỉnh Sóc Trăng, thì tiệm cũng còn khó khăn.
không có phục vụ đủ cho cô bác ở xóm xóm Gẹn và những nhà nhà nước thôi, hỗ trợ vay mà một mớ vốn với hỗ trợ ngành nghề được mớ, giờ nay là thấy tiệm cũng phát triển hơn. Phục vụ lợi ích của nhân dân nên trong quá trình triển khai, Tuân Tức đã rất chú trọng thực hiện công tác công khai dân chủ để các chương trình hỗ trợ đến đúng đối tượng, các nguồn vốn đầu tư thực hiện đúng mục đích. Bên cạnh đó, các chương trình dự án triển khai trên địa bàn xã đều được ban chỉ đạo, ban quản lý phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình, phát huy tốt quyền dân chủ của người dân trong tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát quá trình thực hiện. Xã có thành lập cái ban quản lý, trong đó có các ngành đoàn thể, rồi trưởng ban nhân ấp, rồi thêm nhân viên thú y là để quản lý. Thì cái chương trình thì xã là phân công cái ban quản lý là hàng tháng định kỳ đó xuống thăm các mô hình của bà con trên địa bàn, nếu có vấn đề gì khó khăn gì đó thì báo cáo với ban chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn kịp thời. Trong năm 2022, Thành trị triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã hỗ trợ 23 hộ thực hiện mô hình chuyển đổi ngành nghề trong tổng số 156 hộ được phê duyệt. Năm 2023, huyện sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ cho 175 hộ thực hiện chuyển đổi ngành nghề với tổng số vốn là 1 tỷ 753 triệu đồng, hỗ trợ nhà ở, đất ở cho 173 hộ. Thì vừa qua thì nội dung chuyển đổi ngành nghề thì các đơn vị xã thị trấn cũng đã triển khai. Bên cạnh đó thì trên hiện tại thực tế các hộ cũng đã được thụ hưởng từ chương trình và được phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó thì có từ nguồn vay của gia đình thực hiện vốn từ chính sách, ngân hàng chính sách. Thì các hộ vay cũng đã chăn nuôi, mua sắm dụng cụ để chuyển đổi ngành nghề, để có một việc làm nó phù hợp hơn ở địa phương và đặc biệt là ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó thì ở vùng đồng bào dân tộc thì các đơn vị xã thị trấn rất là quan tâm đối với những ngành nghề mà truyền thống và đặc biệt là những ngành nghề mới và phù hợp với địa phương để đảm bảo hơn trong cái việc mà họ có thu nhập và ổn định và phát huy hiệu quả những cái nguồn vốn này. Theo nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh và quyết định đã giao thì tổng nguồn vốn của ở huyện được đầu tư năm 2023 là trên 25 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì tin chắc nguồn vốn này thì sẽ góp phần ổn định cuộc sống cho người dân, mở ra cho vùng đồng bào dân tộc sẽ khang trang hơn về cái cơ sở hạ tầng thiết yếu cũng như đời sống của nhân dân. Thông qua việc triển khai công khai dân chủ, nhiều nguồn vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương trong huyện Thành Trị đã góp phần đưa pháp lệnh 34 về dân chủ ở xã, phường, thị trấn đi vào cuộc sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển kinh tế xã hội và cải thiện rõ nét đời sống của đại bộ phận nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương. Huyện cũng chỉ đạo để xét chọn cái đối tượng ưu tiên theo cái từng cái mục tiêu chương trình để thực hiện, trong đó đặc biệt thì trên địa bàn huyện thì thực hiện cái chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đó, đặc biệt là xét chọn cái đối tượng ưu tiên là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, cũng như cái người dân tộc Khmer sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để mình triển khai thực hiện chương trình này. Trong quá trình triển khai thực hiện thì phải chọn đối tượng, phải bình nghị, xét dân chủ, công khai, minh bạch để tạo sự hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện. Qua đó thì huyện cũng tăng cường chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu các cái hướng dẫn của các bộ ngành cũng như các sở ngành của từ trung ương đến của tỉnh để mà áp dụng thực hiện cho nó đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, làm sao cái nguồn vốn hỗ trợ nó đúng mục đích và mang lại cái hiệu quả thiết thực cao nhất. Hiện tại, các địa phương trong huyện Thành Trị đang tập trung để triển khai các chương trình, quyết tâm trong quý 2 năm 2023 giải ngân hết nguồn vốn bố trí trong năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đã ghi trong năm 2023.
chú trọng công khai dân chủ sẽ là yếu tố quan trọng để các địa phương trong huyện thành trị đưa nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục quy chế dân chủ ở cơ sở kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chuyên mục kỳ sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.